Rồi cho chị nhìn nè, cái chính giữa nè. Em cái chính giữa cái đâu? Cái nè. Gì ghê vậy, lại đi. Wow. Chị Vani sẽ chơi một bộ đồ chơi, nhưng mà bộ đồ chơi này chị Vani nhất định là phải mời anh chú cho bằng được. Wow, chị chơi những cái bộ đồ chơi gì? Em thấy có hình ông tiến sĩ khoa học thú vị quá vậy. Ủa, em thấy hình như có mùi ảo thuật đó chị ơi. Chính xác và mùi ảo thuật. Bây giờ chị Vani sẽ thực hiện 4 cái trò ảo thuật nha. Nè, ủa, chị Vani biết làm ảo thuật luôn các bạn. Đương nhiên rồi em. Mũi đó cái chị bên này. Đây, 1, 2, 3. Đây là trò thứ 4. Bây giờ em muốn chơi trò này trước. Em muốn chơi trò này trước. Rồi ok, bây giờ em nhìn vô nha. Chị bên này để cho các bạn nhỏ nhìn được nè. Ở trong đây nó sẽ có 52 quân bài. Em sẽ chọn trong đầu một quân bầu kỳ. Ok, em chọn rồi. Chọn rồi nha. Dạ. Bây giờ chị sẽ đưa ra từng lá cho em và em xem coi là ở trong đó. Chị sẽ đón quân đó. Chính xác, chị sẽ đón, em xem có chính xác không nha. Thú vị quá vậy. Đây. Có quân em chọn hay không? Đúng rồi, có quân em chọn hay không? Có. Có, một có. Tiếp. Không có. Không có, để một coi. Tiếp tục. Mình hồi hộp quá bạn ơi. Liệu chị ơi, Vani có thể hát nào chú ý không? Đương nhiên là được. Ghê. Có vậy. Có đúng không? Dạ. Chết cha, chị Vani đang đọc suy nghĩ của mình. Chị biết là chọn gì luôn. Bây giờ chị đã biết rồi đó. Có. Có đúng không? Chính xác đúng không? Mấy em nhìn ánh mắt của anh chú là mấy em đoán được liền. Thì ghê vậy. Có. Mắt mình có gì? Áo thuật nằm ở chỗ đó đúng không? Mấy em nhớ có ghen không? Thì ghê nhìn ra đó. Không có vậy. Hướng mắt của anh chú là nằm ở phía dưới là bên trái. Không có. Quá đơn giản luôn. Chuẩn bị nè. Chị nhìn chị sẽ biết em chọn cái nào liền luôn á. Có mà nói nha. Mình hồi hộp quá các bạn ơi. Em chọn quân 7 cơ. Đúng rồi, sao chị biết hay vậy? Chị mà. Ghê quá hả? Đúng không? Chị có thể dạy cho em được không? Đương nhiên là không rồi. Chị bên đây xấu quá à. Mình cũng sẽ như vậy. Chị sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quân bài. 6 quân bài. Em sẽ chọn cho chị một con số bất kỳ. Cái này giống như chơi cái gì ta? Chị cũng sẽ đoán xem là em chọn con số nào. Chuẩn bị. Tập trung nha chú. Em chọn một số nha, một số nhìn cho đi. Ok, em chọn rồi. Có. Có đúng không? Ừ. Có luôn. Không có. Không có. Không có. Rất nhanh luôn chối. Nhìn này chối. Số 7. Ghê à, trời tôi không thật quá. Số 7 đúng không? Đúng rồi. Chính xác đúng không? Không. Cái gì? Em ơi, Wonderland. Thế giới thần tiên. Thế giới của chị bên đây thật tuyệt vời quá. Em đang ở Wonderland, em thấy chưa? Ok. Ảo quá. Hai trò rồi nha chú. Chị bắt đầu làm em sợ rồi. Chị phải làm cho em tâm phục khẩu phục thì chị mới chịu. Em nãy giờ em thấy hai trò là em tâm phục khẩu phục rồi đó. Chưa, bây giờ nha. Chị có một lá bài ở ngoài. Lá bài này chị sẽ cất riêng. Còn cái này, em sẽ được quyền chọn từ 1 tới 6. Một tới sáu. Ok. Bây giờ 1, em 2, 3, 4, 5, 6. Đúng rồi. Bây giờ em sẽ chọn một con. Chọn từ số 1 tới số 6. Ừ. Chọn đi. Ok. Giờ chị đếm từ đâu qua? Nha, chị đếm từ đâu qua chuyện của chị. Em chỉ okay. Chọn số thôi. Rồi vậy em sẽ chọn lại nha. Em chỉ chọn số thôi và chị sẽ hồ biến cái lá này nè. Là cái số, là cái con vật mà em chọn số. Wow! Em sẽ chọn số... Em chọn số 3. Số 3? Ừ. 1, 2,
đúng không? Không. Một, hai, ba, con này con lái chứ con gì nữa. Anh chọn số 3 của em mà. Nhưng mà chị đếm 1, 2, 3 là ở đây mà. À đúng rồi. Đúng rồi đúng không? Đúng. Em chuẩn bị coi nè. 1, 2, 3. Wow. Chú ơi, chỉ còn một chọc cuối cùng thôi. Cho gì vậy? Hàng thấy hình như nãy giờ này chưa xài đúng không? Chính xác. Bây giờ nha, chị sẽ có 6 cái hình tượng như thế này. Dạ. Rồi à, chị sẽ lật úp lại. Lật úp lại. Úp về đúng không chị? Chính xác. Chị sẽ lật úp lại. Thì chắc chắn là khi mà em chọn á, chị sẽ không biết là em chọn cái gì đúng không? Em có quyền thay đổi thứ tự em muốn. Nhưng mà khi mà em chọn cái đó xong, chị lắc cái này một cái thì nó sẽ ra tất cả cái hình mà em chọn. Em tin không? Em tin không? Không. Chị sẽ có một cái sự sắp xếp làm sao đó để chị lắc ra cái hình mà em chọn lên. Ok, em hiểu rồi. Rồi, bây giờ chị sẽ quay lại đằng sau. Em có thể xáo trộn vị trí, em có thể đưa lên cho các bé xem là em, nha, chọn, em chọn một quân thôi đúng không? Chính xác, em chỉ ví dụ như em chọn quân này thì em giơ lên màn hình quân này. Đúng rồi. À em không cho chị biết. Đúng rồi, bây giờ bắt đầu nha. Ok, mình sẽ xáo trộn mấy cái này lên. Và mình sẽ chọn một quân nha các bạn. Nhìn hỏi chị Vani nữa. Đừng mắt thấy nha. Không, nhắm lại luôn nè. Em chỉ cho mấy bạn con coi thôi, bây giờ mình sẽ chọn quân này. Quân này nè các bạn, mình sẽ chọn quân này. Mình sẽ để qua một bên. Rồi, đúng chưa? Dạ rồi. À, đây em để một quân qua một bên này nè. Chị cần nghiên cứu một tí. Mày có gì ta? Ờ, chẳng có cái gì đâu. Chị có chuyện mới biết được thôi. Mình chỉ nhìn xuyên được bài nha. Em chọn quân này đúng không? Chính xác không? Quân nào vậy? Có cái mẹ gì ở đây không? Wow! Ghê vậy? Chị có thể dạy cho em không? Để em lên em khoe với mấy đứa trên team em. Mấy đứa. Thật ra là vậy nè. Khi mà em nhìn ra đây, em có thể được cái điều gì nó khác biệt không chút? Em thấy nó giống nhau hết rồi. Em để ý kỹ một chút đi, chắc chắn là sẽ có những cái điều khác biệt. Để em tìm tìm tìm. Bây giờ nha, chị có thể nhìn và chỉ cho em nè. Đây là lá hình vuông, em mở ra đúng không? Wow! Nè em cứ lên một bên đi, chị đáng tiếc nè. Đây, chú ơi, hình ngôi sao. Wow! Rồi bây giờ chị cho em chọn á, em chọn bây giờ xong chị sẽ lấy. Giờ em chơi, giờ chị đón được. Đúng chứ, đúng rồi. Trời ơi, cái này nó cho chị mất hồn ấy. Ok, okay em chọn cái này nè. Hình tròn, để coi phải không nhá mày. Wow! Em xáo trộn đi. Dạ em sẽ xáo trộn nha. Bây giờ chị có cách nào mà chị không có nhìn mà chị đón được không? Rồi cho chị nhìn nè, cái chính giữa nè. Em cái chính giữa cái đâu? Cái nè. Ờ, hình tam giác. Gì ghê vậy, lại đi. Wow. Rồi hai cái cuối nha. Hai của em đưa cái này lên. Cho nhìn một cái nha. Ờ. Cái đường này nè, cái đường sóng sóng này nè. Đường sóng biển đúng không? Ừ. Phải không? À, chị Vân đi vậy rồi, cuối cùng mình được. Chị Vân đi cũng mắc. Nãy giờ chắc biết sao không? Chị làm ảo thuật hoài á. Cái phép màu của chị á nó gần tan biến hết rồi. Rồi quá. Chỉ sao một cái thôi. Ở bên giờ đâu em phải lặp lại à. Giờ mình phải thách thức chị Vani nha các bạn. Cho chị Vani chỉ nhìn trong vòng 3 giây thôi. Okay. 3 giây nha. 3 giây. Đúng 3 giây nha. Rồi chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Vẫn là hình lượng xong. Lượng xong. Rồi coi như chị giỏi rồi. Em thôi chị ơi, coi như chị giỏi rồi. 3 giây thôi. Ok bây giờ nha chị nè. Em nhìn nó bốn góc này nè. Dạ. Chị biết cái này luôn. Là hình chữ thập. Hình chữ thập. Sao hay vậy? Lý do ở trên đây chữ thập nó bị mất một cái. Vậy là cái này là hình vuông, còn gì hình vuông này mất một cái, hình vuông đúng không? Chính xác. Wow. Từ như vậy em hiểu rồi đúng không? Dạ, hiểu rồi. Tính ra nhìn 3 giây nhìn không kịp á. Khó nó nhỏ xíu rồi các bạn ơi. 1 giây thì không kịp nhưng mà tại vì chị Vani đã nhìn quen rồi, luyện rồi. Bây giờ thử với chú ấy. Đây. Hình tam giác. Chính xác. Đây. 1 2. Đúng rồi, chính xác. Tiếp. 1 2 3. Góc độ. Ủa đúng rồi. Góc độ mà cho em đúng đúng mà. Để coi đây. À, lượng sóng. Đúng rồi. Ông phải thử 3 giây. 1 2 3. Đúng rồi, chính xác. Rồi bây giờ nha, chị nói là ví dụ nè, bây giờ chị cho em chọn thêm một số nữa ở cái bộ này. Rồi em chọn rồi. Có hay không? Có. Có một có nè. Có hay không?
chị nói trước coi đúng không nha. 29. Đúng. Sao hay quá vậy? Đúng không? 29 đúng không? Đúng chị. Em biết tại sao? Sao chị? Chị cộng tất cả chữ số đầu tiên là 29. 16 cộng 1 cộng 4 cộng 8. Liên quan gì mà? Mà nó ra đúng số đúng không? Đúng. Rồi, còn đây. Em cảm thấy là cái trò này nó kỳ lắm không chú? Em thấy kỳ lắm hả? Em chơi em thấy nó kỳ kỳ lắm. Cái trò này thật ra vậy nè. Này chị có biết số của từng con không? Đương nhiên là không rồi. Thật ra là chị không quan tâm nó là số nào hết. Không quan tâm nó là con gì luôn. Không quan tâm nó là con gì, mình có thể xếp tùm lum. Tuy nhiên con cá và con rắn nó luôn phải nằm ở vị trí số 2 và số 4. Wow. Không? Tức là trong này có chỉ có hai lá này. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi em đã lật tẩy được chị Vani rồi. Tại vì ở trong đây á, thật ra chị Vani nói một lá nhưng mà nó có tới hai lá lận, mà chỉ có con cá và con rắn thôi. À. Ví dụ nha, em chọn số 2 đi thì em đếm 1 2 là cũng là con cá. Chọn số 3 đi, 1 2 3 là con rắn. Số 4 1 2 3 4. Số 5 1 2 3 4 5. Nếu như mà em chọn số 1 và số 6 thì em sẽ lật lại. Tại vì con cá với con rắn đằng sau của nó là số 1 và số 6. Đúng không? Trò này nó cũng không có gì gọi là ảo thuật lắm, nó chỉ là một cái miệng thôi. Em đang bị hát não rồi đó, thôi kể cho qua trò này. Trò này em không muốn học, em học hai trò này thôi. Còn trò này cũng vui mà. Trò này hả? Trò này nó quá đơn giản à, chị nghĩ là em biết rồi, đúng không? Trò này nãy mình nhìn sơ qua mình biết rồi bạn ơi. Ừ, tại vì nó có quá nhiều lá như thế này nè. Bây giờ em làm cho chị đi. Bây giờ chị sẽ chọn một con đúng không? Trò này hình như nó tương tự với trò này nữa các bạn. Đúng rồi, nhưng mà trò này không cần phải cộng quá nhiều. Này con gì? Có để đây. Này con gì? Có để đây luôn. Cái này con gì? Không. Không có. Không. Không luôn. Không. 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 Không nhiều vậy? Không. Có. Không. Không. Giờ anh coi cái có đúng không? Coi cái có. Người ta phải coi cái không có. Ở lỗ trắng nào thì chị? À, nó là số 1 cơ. Chính xác. Số 1 cơ các bạn. Đây như các bạn thấy là khi mà mình xếp chồng lên nhau thì nó sẽ ra một cái lỗ. Và mình phát hiện ra nó chống cái lỗ 1 cơ. Nên đây là chắc chắn là số 1 cơ. À đúng rồi. Và trong cái bộ đồ chơi này là một trong những cái bộ đồ chơi mà chị được anh Cherry tặng trong cái lần mà chị Vani tham dự vận động SEA Games. À, em có coi clip đó. Em có nhấn like được không chị luôn. Cảm ơn em nhiều đó. Cái bộ đồ chơi đó đây nè. Đó. Đây. Đây là cái bộ đồ chơi mà chị Vani dùng để làm ảo thuật cho anh chuối. Thật ra là nó còn rất là nhiều dạng ở trong đó nữa. Đó, cái đó cũng hay, cái này cũng hay nữa nè. Chị quay hết chưa? Thật ra chị chưa quay, chị nghĩ là chị sẽ để cho các em nhỏ tự khám phá hoặc là chị sẽ cho em để em chơi tiếp những phần còn lại. Okay. Vậy là bạn nào muốn chơi hãy mua bộ đồ chơi này về chơi thử nha các bạn. Còn bây giờ thì mình đi qua bên kênh của anh chú để coi những phần còn lại. Đúng không? Đúng đúng rồi chị hiểu ý em, chị có chị cũng hiểu ý em. Ok, nếu như mà các em cảm thấy thích thì các em nhớ mua bộ đồ chơi này về hoặc là qua bên Facebook của anh chú. À, qua bên YouTube của anh chú. Ừ, đừng có quên để lại một cái like và kêu gọi mọi người subscribe đăng ký cho chị Bunny và các anh chú nha. Cảm ơn các em nhiều. Bye bye. Bye bye.